Hello, thầy xin chào tất cả bạn 257. Thầy rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình chinh phục kỳ thi vào lớp 10 được phát trên kênh DVP Channel. Thì để tiếp theo cái chương trình trong cái series giải đề thi thử vào lớp 10, thì trong video trước thầy Đáo đã gửi tới các bạn một cái đề thi khá là hay và thầy đã nhận được rất là nhiều cái phản ứng tích cực khi các bạn theo dõi cái video đó. Thế thì đây là một trong những cái niềm vui của thầy để thầy tiếp tục làm nhiều cái video giải đề thi nữa. Hy vọng rằng cái video của thầy sẽ mang lại những bài học bổ ích, cái kiến thức cơ bản và sẽ giúp các bạn nắm vững và chinh phục thành công kỳ thi vào lớp 10. Trong video ngày hôm nay thầy đã gửi tới các bạn một cái đề thi cũng khá là hay. Thì nội dung của đề bài thì thầy giáo đã ghi ngay ở đầu video, các bạn có thể là giải trước đề thi rồi cùng với thầy tham khảo cái đáp án trong cái video ngày hôm nay các bạn nhé. Thế thì câu đầu tiên trong cái đề này cũng khá là đơn giản thôi. Câu thứ nhất, hai ý. Còn hai ý, ý thứ nhất là giải phương trình. Bình phương trừ 7x trừ 8 bằng 0. Bình phương trừ 7x trừ 8 bằng 0. Và thứ hai là giải hệ phương trình. Trong chương trình phổ thông, đặc biệt là chương trình lớp 9, thì phương trình bậc 2 và hệ phương trình là trong những cái nội dung kiến thức đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy mà rất là dễ hiểu là đa số các đề thi của các tỉnh chắc sẽ chiếm lượng điểm khá là lớn. Thế thì đây là hai cái ý khá là đơn giản thôi. Thì đa số các bạn học sinh trung bình có thể đạt tốt cái phương trình này. Vậy thì để giải một cái phương trình bậc 2 ấy, thì có rất là nhiều cách. Các bạn có thể dùng delta này, dùng delta phải cái bài này thì dùng delta là tốt nhất, hoặc là những bạn học tốt các bạn có thể phân tích nhân tử lớp 8 các bạn có thể giải được rồi đấy. Nên ý thứ nhất là giải cái phương trình là x bình phương trừ 7 trừ 8 bằng 0 đấy. Tuy nhiên là trong nhiều cái cách đó thì chúng ta nên sử dụng cái cách nào đơn giản nhất và chính xác nhất đấy. Thế thì ở đây là một phương trình đặc biệt chúng ta có thể sử dụng định lý vf, bởi vì sao đấy, vì sao chúng ta phát hiện đấy là a bằng 1, b bằng âm 7 và c bằng trừ 8. Thì có hai trường hợp đặc biệt, đó là trường hợp a bằng b bằng c bằng 0 thì phương trình có nghĩa là x bằng 1 là và x bằng c trên a, và trường hợp thứ hai là a trừ b cộng c bằng 0 thì chính là cái trường hợp này chính là a trừ b cộng c bằng là gì, 1 trừ thì âm 7 cộng thì âm 8, 1 trừ âm 7 thì là bằng 8 cộng âm 8 chính là bằng 0. Thì phương trình có hai nghiệm, phương trình sẽ có hai nghiệm chính là này, x1 bằng âm 1 và x2 bằng âm c trên a. Đây, c là chính là bằng âm 8, thì chính là âm và âm 8 trên 1 bằng 8. Để tập nghiệm phương trình này chính là âm 1 và 8. Đấy. Các câu giải các bạn càng phải cẩn thận và càng phải làm chính xác nhé, không chủ quan. Câu giải nó chiếm lượng điểm khá là lớn, một điểm rất là quan trọng, nên các bạn phải thử giải xong các bạn thử, hoặc các bạn có thể dùng máy tính Casio các bạn bấm ra nghiệm cách chính xác, chúng ta quyết định chuyển sang câu tiếp theo là giải hệ phương trình x trừ y bằng 4 và 2x trừ y bằng 7. Thì đây là chương trình giải đề nên thầy giáo sẽ không đi nhiều vào lý thuyết, và thầy giáo sẽ tìm các cái phương án rẻ nhất, ngắn gọn nhất và chính xác nhất để truyền tới các em thông qua các cái video giải đề. Thì các bạn học muốn theo dõi các cái phần lý thuyết thì thầy giáo sẽ coi riêng các cái chuyên đề, thì đây là phần giải đề để do đó là ta tập trung vào cái cách làm hay nhất và ngắn gọn nhất. Thì đối với cái hệ phương trình này ta phát hiện ngay là hệ số của y là như thế nào, các em hệ số của y đây là âm 1, đây là âm 1, hệ số bằng nhau thì ta làm hết cái trừ, không phải biến đổi, không nói nhiều, cái trừ thôi, làm sao để chúng ta có thể trừ phương trình này hoặc phương trình dưới thì đều được hết. Cụ thể thầy giáo có thể lấy vế dưới này, hai x trừ y trừ đi cái vế trên x trừ y bằng 7 trừ 1 tương đương với 2x trừ y trừ x cộng y bằng 3, x trừ y bằng 4. Rồi thu gọn đi thôi, trừ y cộng y hết, 2x trừ x là còn x, như vậy x bằng 3. Thay phương trình dưới này ta có là 3 trừ y bằng 4.
thì để làm nó tính ra được là y sẽ bằng là 3/4 cộng 1. Đấy, như vậy là tất nhiên phương trình mà kết hết này chính là 3 cộng 1. Các bạn cũng dùng máy tính 570 hoặc là 580 thì nhân x, các bạn chỉ càng cách chính xác kết quả của hai bài này. Ok, ta chuyển tiếp sang câu thứ hai. Cho biểu thức A vào căn x cộng 1 trên căn x trừ 2 cộng 2 căn x trên căn x cộng 2 cộng 2 cộng 3 căn x trên 4 trừ x. Rồi thì thứ nhất là rút gọn, rút gọn A. Ý thứ hai là tính A đây là một trong những bài toán đặc biệt quan trọng trong cái đề thi vào lớp 10. Đấy, nó chiếm cái lượng điểm khá là lớn. Thầy giáo tại sao thầy giáo nó bị đặc biệt ở đây? Vì nếu các bạn không làm được ý A quay ý B chúng ta cũng sẽ xong luôn. Đấy, nếu như cái bài này mà sai thì chúng ta sẽ mất toàn bộ hai điểm mất trắng luôn em. Nên các bạn phải cẩn thận trong cái việc mà ôn luyện bài toán rất quan trọng, rất cao. Đấy, là mất hẳn luôn, không gọi là một chút điểm nào. Thì như vậy mà đây là một trong những bài thầy rất quan tâm đến để nhá. Tránh những cái sai lầm các bạn vướng vào trong cái lần bán nào. Đấy, điều thứ nhất trong bài này là không, chưa có điều kiện xác định trước, tức là đề bài người ta chưa cho điều kiện xác định thì dù là không yêu cầu chúng ta phải tìm trước khi biến đổi. Đấy, nếu biểu thức không có xác định thì chúng ta không có cái gì để biến đổi. Vậy thì đầu tiên để trước khi rút gọn chúng ta tìm điều kiện xác định, điều kiện xác định thì chúng ta thấy x nằm trong căn x lớn hơn bằng không, căn x trừ 2 khác 0, căn x cộng 2 khác 0, đúng chứ, khác 0. Này đơn giản là x khác bao nhiêu đây các em? X khác 4. Đấy, nếu các bạn thiếu cái này, các bạn đặt 0,2 vào một ngày. Ok, bây giờ ta sẽ cuối gọn thôi. Rồi, về quy tắc, chúng ta tìm hiểu về biểu thức. Thì đầu tiên chúng ta quan tâm đến các cái mẫu trước. Căn x trừ 2, ok, căn x cộng 2, không vấn đề gì cả. Nhưng 4 chữ x, 4 chữ x nó ngược dấu rồi. Đấy, nó ngược dấu rồi. Thì việc đầu tiên chúng ta phải đổi dấu căn x cộng 1 trên căn x trừ 2 cộng 2 căn x trên căn x cộng 2 trừ, chúng ta chỉ đổi dấu này thành dấu trừ thôi, từ nguyên trên x trừ 4. Và các em nhớ rằng là x trừ 4 là bằng gì? Chính là căn x trừ 2 hay x cộng 2. Chính vì vậy mà nó chính là mẫu chung luôn, chắc chắn các bạn nắm được điều này rồi. Vậy thì A thì bằng gì? Biết đâu thôi, mẫu chung đây rồi. Đây thiếu căn x cộng 2 thì chúng ta nhân vào căn x cộng 1 nhân với căn x cộng 2 cộng 2 căn x nhân với căn x trừ 2. Đặc biệt quan trọng là cái trò này, đây là một trong những cái gây ra bao nhiêu rắc rối đối với các bạn. 2+7, 2+6, 2+5 vân vân, các loại 2k các bạn không đưa cái này vào thành đúng không? Một trong những điều rất tai hại, lưu ý nhé, đang vượt một ngay để con làm được thì được. Đúng rồi, căn x trừ 2 căn x cộng 2 thôi, đơn giản thôi, vấn đề điều này quá rồi, không còn gì để nói nữa. Chúng ta việc nhận ra thôi, nhận ra này khá học luôn, không sao cả. Căn x nhân căn x x cộng căn x nhân 2 là 2 căn x, căn x nhân 1 là 1 căn x cộng 2. Cái cả dấu cộng này ta phá luôn. Ok, 2 căn x nhân x là 2 căn x nhân căn x là 2x trừ 2 căn x nhân âm 2 cộng 4 căn x trừ 2 trừ 5 căn x, tất cả trên căn x trừ 2 thừa số 5 căn x cộng 2. Đúng không thôi? Nào xem gì đây, x cộng 2 cộng 2x chính là 3x này. 2 cộng 1 là 3 trừ 4 này, trừ 5 nhưng mà là trừ 6 căn x, 2 trừ 2 hết rồi, quá dễ rồi. Trên căn x trừ 2 thừa số cho căn x cộng 2. Rồi, làm gì đây? Chúng ta sẽ đặt cái gì? 3 căn x căn 1 trong khoảng căn x trừ 2 rồi, cô bạn biết rồi, chắc chắn là các em biết rồi. Số là 3 căn x trên căn x cộng 2. Ok,
Rồi, sau khi làm ý thứ nhất và tự tiền bước sang ý thứ hai, tính giá trị của a thì x bằng 3 trừ 2 căn 2. Thì ta biến đổi a, biến đổi x đi thôi. X bằng 3 trừ 2 căn 2. Rồi 2, 2 căn 2 là 2, 2 bao giờ đi với 1, 2 trừ 2 căn 2. Cộng 1 thì là bằng căn 2 trừ căn phương. Vì mình thức chứa căn x như thế này tính là căn x thôi. Căn x bằng căn của căn 2 trừ 1. Tìm AB để đường thẳng D đi qua điểm A, sau đó là âm 21 và song song với đường thẳng này. Rồi, ở đây còn có hai phần kiến thức. Một cái kiến thức là đường thẳng đi qua một điểm thì tọa độ cái điểm này phải thỏa mãn phương trình này rồi. Song song thì A bằng A phải bên khác bên phải, khá là đơn giản rồi. Rồi, thì thứ nhất, đầu tiên là phải đi bằng AX cộng B đi qua điểm A cộng âm 21. Cái này chính là x, cái này chính là x, và cái này chính là y. Do đó chúng ta phải thay cái x bằng âm 2 y bằng 1 thì ta được gì đây? Làm qua tay y thì bằng gì? 1 x thì bằng âm 2 nhân với bằng 2 nhân với âm 2 cộng b. Hay nói cách khác là đây, 1 sẽ bằng gì? Trừ 2a cộng b. Chúng ta phải viết lại cho nó đẹp hơn, đó chính là trừ 2a cộng b bằng 1. Đấy, đây là phương trình thứ nhất. Bây giờ điều kiện thứ hai là để y bằng gì? Để y bằng a x cộng b song song với, các bạn nên biết hàm ý trừ ra nhé, song song với y bằng 2x cộng 3 thì chúng ta suy ra là gì? A bằng a phẩy chính là a bằng 2, b khác b phẩy là b khác 3. Rồi bây giờ chúng ta kết hợp 1 với 2, từ 1 và 2 ta suy ra được gì? Từ 1 và 2 chúng ta sẽ suy ra được là trừ 2 nhân với a là 2 cộng b bằng 1. Thì các bạn suy ra được ngay là b bằng a. Âm 2 nhân 2 là bằng âm 4 cộng 1 bằng 5. Cái này là a. Các bạn cái này bằng các 3 lên cái gì nữa đúng không? Như vậy là a thì bằng 2 và b bằng 5. Ok chưa? Rồi, tiếp tục chinh phục điểm thứ 6 là một điểm vô cùng quan trọng để quyết định thành công hay thất bại của cả một quá trình học tập đấy các bạn. Đấy chính là phương trình bậc 2 định lý BS. Thường nội dung cũng khá là học, phân loại học sinh khá đấy các bạn. Bắt đầu điểm thứ 6 là điểm phân loại học sinh khá là 6-7. Ok, vì sao lại câu BS là phân loại học sinh khá? Bởi lẽ là có một cấu hình khá là dễ, cộng cái 5 điểm vừa rồi thì là thành 6 điểm. Học sinh khá từ 6,5 được lên. Thì bắt đầu từ cấu BS này là cấu điểm số 7 này các em. Vậy thì chúng ta sẽ cố gắng chinh phục cái dạng toán này. Thì đầu tiên là cho bạn cứ tính các bước bình thường thôi. Nào, chúng ta nên xác định các hệ số ra. A bằng gì? A bằng 1 này. B bằng gì? Trừ 2 em bằng trừ 3. Và C thì bằng gì? M cộng M bình cộng 2 m. Vậy thì ở đây là
chúng ta phải tính nhận delta bằng b bình trừ 4 ac. Đấy, thay số thôi, biết công thức ra là thay số, chúng ta tính cẩn thận vào. Thi vào lớp 10 nó không khó đâu, chúng ta phải cẩn thận, rất cẩn thận. Chọn chút vào từng cái bài một, rất cẩn thận. Trừ 4 nhân 1 nhân 10 m bình phương cộng 2m. Rồi, lưu ý cái m bình phương này, cái bình phương này nó mất dấu âm rồi. Vậy là chính là bằng 2m trừ 3 cộng 2m. Trừ 4 m bình phương trừ 8m. 3 là thẳng thức, 4 m bình phương trừ 2ab trừ 12m. Cộng 9 trừ 4 m bình phương trừ 8m. Đơn giản rồi. 4 m bình trừ 4 m bình hết này. Trừ 12 trừ 8 trừ 20m cộng 9 lớn hơn hoặc bằng 0. Thì đây là yêu cầu đề bài là phương trình có nghiệm thôi, không cần thẳng là phân biệt. Vậy thì làm ra chỉ là trừ 20m lớn hơn trừ 9. Và đây là một cái sai lầm này các bạn nhiều bạn là để là chia cho âm 20 hay 7 để đấu lớn hơn thành ra chúng ta sai này, tham số từ này. Nếu chia cho số âm thì chúng ta phải đảo ngược lại ngay. Rồi thì giá không được khoảng 9/20. Đấy, để phương trình có nghiệm mà bé hơn bằng 9/20 thì khi đó áp dụng định lý vi áp tạo quá trình này tạo quá trình x 1 cộng x 2 bằng x 1 nhân x 2 bằng x 1 cộng x 2 bằng gì đấy, trừ b trên a. Đấy, bằng trừ b trên a. Giờ đang là tính là nó là tính là bằng 2/3 c trên a, c trên 1 chính là bằng m bình cộng 2m. Cái điều quan trọng là bây giờ phải quan tâm cái định thức này để mấu chốt ở đây. Mấu chốt là chính là bài này, ở vị trí này. Thì trong này chúng ta thấy có một cái định thức khá là quen chứa x2 bình phương này. Phương trình ở đây có x2, x bình phương này, trừ 2 và trừ 3 x. Đấy mà x2 là nghiệm. Đấy, chính vì vậy mà chúng ta sử dụng ngay. Vì x2 là nghiệm của phương trình. Nghiệm phương trình thì thay vào phương trình nó phải thỏa mãn x2 bình phương trừ đi 2m trừ 3 x2 cộng m phương cộng 2m bằng 0. Từ đây chúng ta tính ra ngay x2 thôi. À, x2 bình bằng chỉ trong đây là gì? 2m trừ 3 x2 trừ m bình này trừ 2m. Thay vào đây. Đấy. Mà này 2x1 trừ m nhân x2 bình phương trừ 2m x2 cộng 5 x2 cộng m bình cộng m bằng 0 bình 3. Đây các bạn thấy x2 bình phương này vào cái đầu tay này, bất cứ x2 này thay bằng cả cái cụm kia thì ta được bằng 2x1 trừ m nhân với đây, nên thay bằng cả cái cụm này 2m trừ 3 x2 này trừ m bình trừ 2m này trừ 2m x2 cộng 5 x2 cộng m bình cộng m chính là âm 13. Đấy, như vậy là bắt cái bậc 2 cũng chỉ thành bậc 1 rồi. Hy vọng là sau khi thu gọn nó sẽ đơn giản hóa vấn đề đấy thôi. Bây giờ là chúng ta thu gọn đấy thôi. Các bạn phá hết cái ngọn bên dòng dài dài lên bên kia, ta thu gọn để xem nó như thế nào. Nào bây giờ tương đương với 2x1 trừ m này nhân với nhân ra thôi 2m x2 trừ 3 x2 trừ m bình phương trừ 2m trừ 2m x2 cộng 5 x2 cộng m bình phương cộng m bằng 13. Rồi 2m x2 hết này, trừ 3 x2 cộng 5 x2 chính là 2x1 trừ m này nhân với 2x2 mà mình có âm mà mình thế trừ 2m cộng m chính là trừ m cộng 13. Đấy, bây giờ nó trở thành một cái biểu thức khá là đơn giản này. Phá ngoặc ra thôi, nhân ra thôi 4 x 1 x 2 trừ 2m x 1 này trừ 2m x 2 cộng m bình cộng 13 bằng 0 tương đương với 4 x 1 x 2 trừ 2m ra ngoài trong cái x 1 cộng x 2 toán đến đây thì 99% các bạn đã làm được rồi. Kết hợp với VS thôi. Kết hợp VS thôi. Thay 1 vào 2 các bạn được thôi.
là 4x1x2 là 4 nhân với m bình cộng 2m trừ 2m nhân với x1 cộng x2 là nhân với 2m trừ 3 cộng m bình phương cộng 13 là 0 tương đương 4m bình phương cộng 8m trừ 4m bình phương cộng 6m cộng m bình phương cộng 13 là 0. Thu gọn đi, 4m bình hết, m bình còn m bình 8 cộng 6 là cộng 14m cộng 13 là 0. Để bạn lấy đơn vị là A trừ B cộng C bằng 0, M1 bằng âm 1, M2 bằng âm 13. Rồi, đều bé hơn 9 và 20 rồi, cái này đều phỏng mãn cả thôi. Đấy, như vậy là đang tiếp tục hoàn thành cái điểm thứ 7 trong đề thi rồi. Rất là tuyệt vời. Để tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu bài hình thôi. Rồi, tiếp theo bây giờ chúng ta tìm hiểu bài hình. Cho được đường tròn O đường kính AB bằng 2R. Vậy C là trung điểm của OA. Vậy tin CX vuông góc với OA, CX vuông góc với OA. Và nó cắt được đường tròn tại Y. Đây, cắt được đường tròn tại Y. Trên đoạn là IC lấy điểm K bất kỳ. AK nó cắt được tròn O tại M. Rồi, ý thứ nhất. Đa số các bạn sẽ làm được ngay. Là ý thứ nhất là chứng minh tứ giác là BCKM nội tiếp. Rồi, để ý ngay ta thấy góc này 90 độ rồi. Và cái góc AMB là 90 độ thì sao đây? Thì các em thấy như vậy chính là AB là đường kính này, đường bình. Vậy nó tránh được đường tròn này. Cái đường tròn nó ẩn phía dưới này. Tuy nhiên là AMB nó phải là góc tránh được đường tròn này nhé. Thế chúng ta có là gì? Góc AMB bằng 90 độ là góc nội tiếp tránh được đường tròn. Rồi, như vậy là chúng ta đã suy ra được là góc BCK cộng với góc BMK. Hai góc này vị trí đối diện mà cộng bạn nó bằng 90 cộng với 90 bằng 180 độ. Nên cái tứ giác là BCK bằng nội tiếp. Ok. Tiếp tục chúng ta chuyển sang ý thứ hai là tính KA nhân với KM theo R. Và đây có một cái điểm lưu ý, các bạn chú ý là cái điểm C này là điểm đặc biệt nhé. Điểm C này là điểm đặc biệt. Thì C là trung điểm của A nên ta thấy là AC này các bạn. Cái này chính là bằng R thứ hai. R thứ hai và đây chính là R. Vậy thì ngay lập tức ta tính ra được ngay là gì? AC chính là bằng R thứ hai. Rồi. AB bằng 2R. Và để tính AK nhân với AM thì ta xác định ngay là tam giác ACK và AMB đồng tại. Theo trường hợp là góc góc, xét ngay tam giác là ACK và tam giác là AMB. Hai tam giác này có góc A là trung, A trung cộng ACK bằng AMB. Thế này, hai góc này bằng 90 độ thì tứ giác mình gọi tiếp thôi. Đấy, à, thì sẽ gọi là đồng tại thôi. AC ta đồng dạng với là AMB. Đồng dạng thì suy ra tỉnh số là AC có thể trên AM. AC trên AM thì bằng là AK. AK trên AB. Rồi, ok rồi, là AK nhân với AM nhân chéo thôi, chính là bằng AB nhân AC. AC ta biết rồi, AB biết rồi, cái này chính là 2R nhân với R như này. Các bạn nghe rồi. Rồi, ok. Ý thứ ba là chúng ta phải vẽ thêm hình. Các bạn đọc kỹ đề bài vẽ thêm hình nào. Đây là giao điểm của BM với CX. Như vậy là chúng ta phải vẽ thêm hình như phía trên này rồi. Rồi. Như vậy là vấn đề rất là tai hại để chúng ta sẽ không có chỗ để vẽ thêm hình. Vậy thì làm sao đây? Chúng ta phải vẽ lại hình thôi các bạn nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quan sát cái hình vẽ thầy giáo này vừa mới vẽ chi tiết xong cái ý thứ ba. Đó là gọi D là giao điểm của BM và CX. N là trung điểm của DK. Đây, trung điểm của DK này. Rồi. N có đội là E là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là AKD. T
tâm đừng chọn tắt ngoài đi. Như vậy là em phải ra cái đường trung trực rồi. Đây thì làm cái trung trực cạnh n này, n là trung trực của đề can nhé. Đây mà thầy làm lấy thêm cái trung trực này nó đi qua giao điểm tâm và giao điểm của hai điểm trung trực thôi, đấy chính là điểm em. Bây giờ ta phải chứng minh cái n này không đổi. Thì đầu tiên á là bạn là giao lấy thêm điểm h đối xứng này, lấy h đối xứng với b là qua điểm c. Thì để làm ta phải thấy rằng là cái góc H này này chính là bằng góc B. Ta đã căn được trung trực H này bằng góc B. Mà cái góc B này để làm ta chứng minh được nó sẽ bằng góc K. Vì sao đây các bạn? Vì sao đây? Vì sao B có cái góc này bằng 90 độ? Tức là K này và B này cũng phụ với hai góc bằng nhau. Vậy thì góc K này bằng góc H. Đây góc ngoài tại điểm K và nó khác ở điểm đối diện, tứ giác là AKBH nối tiếp. AKBH nối tiếp tức là điểm H này nằm trên cái đường tròn đường kính, cái đường tròn của tâm là E. Đấy. H này nằm trên đường tròn tâm là E mà AH là dây, nên bây giờ chúng ta có F là trung điểm cái này. Thì khi đó là EF này sẽ vuông góc với AH. Đấy, câu đó là cái tứ giác này và trở thành hình chữ nhật. Ok chưa? Và em để ý này, cái này bằng R trên 2. Thì cả cái này bằng CB là bằng cái gì? 3R trên 2. Thì cái này 3R trên 2 thì cái này bằng R. Rồi đó là cái 2F này cũng chính là R trên 2. Vậy thì cái EF thì cái CF thì chính là bằng R. Rồi đó là cái này bằng R. Vậy là các em hình dung ra cách chứng minh cho giáo đại chỉ là rất là chi tiết ở đây. Thế thì ta sẽ chứng minh được mà chứng minh được thôi là cái góc gì? Góc H mà là góc B này. Đấy. Đầu tiên là H là góc B. Vì CH đối xứng với D và C mà. Đấy, nên là DC là trung trực rồi. Góc H là góc B. Mặt khác ta lại thấy là này. Góc B này phụ với cái góc này. Phụ với góc A bằng 90 độ. Và góc B cộng với góc K1 này bằng 90 độ. Vậy thì khi đó ta sẽ suy ra được là đó là B cộng với A này, A cộng với K1. Vậy suy ra là góc B bằng góc K1. Cái bằng K1 thì suy ra là K1 bằng H. K1 bằng H thì suy ra cái tứ giác của gì? Các bạn suy ra cái tứ giác nào một tiếp đây? Đơn giản lắm rồi. Chúng mình đến đây là nó rất là đơn giản. Vậy thì ta sẽ suy ra được tứ giác bằng gì? AKBH nối tiếp. Đấy. Cái kia đó là ta không còn. F là trung điểm. Là trung điểm của A. Thì khi đó là F phải vuông góc với AH. F vuông góc AH thì tứ giác là gì? CN là hình chữ nhật. Là hình chữ nhật thì suy ra là N bằng là FC. Đây là FC. Mà này, mà các bạn để ý là CH bằng CB bằng 3R trên 2. 3R trên 2. Mà AC bằng R trên 2 rồi. Vậy ta suy ra được là FH bằng FA bằng R trên 2. Thì đây suy ra là FC bằng R. Rồi đó là N bằng N. Không đổi được. Cái này không đổi được. Còn xin tăng được. Ok. Rồi ok. Bây giờ ta tìm được câu cuối cùng. Một điểm cho AB là hai số dương có mặt A nhân B bằng 4 và A lớn B. Chú ý A lớn B nhé. Tìm giá trị nhỏ nhất của B bằng A bình cộng B bình cộng 1 trên A trừ B. Thế thì có một cái cách là các bạn có thể quy về một biến, các bạn có thể rút b bằng 4 trên a và thay vào nó cũng có thể xử lý được. Tuy nhiên ở đây thì nó có thể biến đổi để chuyển về cái dạng là oxy hình đảo nhé nhé. Thì ta có là gì? Thêm bớt vào thì chính là bằng a trừ b nó thành một dương cộng với 2 a b cộng với 1 trên 2 trừ b. Vậy đi.
chia đi thôi, cái này chính là bằng gì? A trừ B cộng với 2 nhân mũ là 8 cộng 9 trên 2 trừ B. Rất là đơn giản thôi. 2 mũ là 8 cộng 1 là 9, cho cô xin thôi. Đây lớn bằng 2 căn bậc 2 của mình. A trừ B nhân 9 trên 2 trừ B. Thì cái này là bằng 6. Rồi, như vậy là B min bằng 6. Đã được thế này. Được khi là gì? A nhân B bằng 4 và A trừ B bằng 9 trên A trừ B. Cái này giải ra thôi. Này, A B bằng 4 này. A trừ B càng hơn bằng 9. Nhưng mà vì A lớn hơn B nên là A nhân B bằng 4 và A trừ B bằng 3. A trừ B bằng 3 thì dễ dàng giải ra được là A thì bằng 4 và B bằng 4. Đấy, như vậy là giá trị của nhân là 6 đạt được khi A bằng 4, B bằng 1. Đây thì đã đánh giá một trong những bài điều trị khá là đơn giản, rất là đơn giản, và các video có thể là quay. Ok, như vậy là các bạn, hai các bạn thân mến, là tiếp theo cái chương trình chinh phục kỳ thi vào lớp 10 trong cái series giải đề thi thử mà thầy nó dạy vào bình chọn, thì đây là video thứ hai. Để rất mong các em ủng hộ bằng cách là em bình luận và hãy chia sẻ, hãy like, share, subscribe kênh của thầy để ủng hộ thầy em nhé. Và chúc em có một cái buổi xem video vui vẻ và hiệu quả trong quá trình học tập. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.